nào mới biết à? Anh biết hơi muộn rồi đấy. Vậy thì gửi nó không đúng, cắt hết nào. Đổi địa điểm cho chán không? Vin mãi không? Để em chạy trước em quay để em về cho thằng kia về lồng ghép nhà nhá. Dọn lại tinh tướng không? Đi lên đi. Hello. Vâng, chào anh. Hôm nay mệt quá. Nhà em đấy à? Ok. Nhà mày xấu thế. Chị ở đang mặt biển hồ kia đẹp hơn. Dẹp vào, ato ato anh em ơi. Mày mua đi để chị đỡ phải quay.